Thấu hiểu được nỗi lòng cũng như những mối nguy hiểm tới sức khỏe của những người đang gặp phải tình trạng thiếu cân, qua nhiều năm nghiên cứu, xây dựng công thức dựa trên hiệu quả chứng minh lâm sàng, các y bác sĩ đã điều chế thành công sản phẩm viên sủi Dream Libo. Với 100% nguyên liệu sạch từ vùng dược liệu sạch chuẩn hóa đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế GMP, kiểm duyệt gắt gao từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới điều chế, đóng gói, giúp giữ nguyên dược tính của thảo dược. Vốn được xem là loại sâm quý giàu chất dinh dưỡng và vitamin giúp bồi bổ cơ thể, sâm bổ chính có trong viên sủi Dream Libo giúp nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, dùng cho đối tượng gầy yếu, sút cân, cơ thể suy nhược. Viên sủi Dream Libo còn chứa các thành phần bạch linh, mạch nha, sử quân tử giúp bộ máy tiêu hóa vận hành tốt, giảm đầy hơi, chướng bụng, tăng khả năng hấp thu. Ngoài ra, thành phần lysine, vitamin B1, D3, kẽm gluconat cùng các thành phần canxi giúp bổ sung các loại canxi, vitamin và khoáng chất, cải thiện tình trạng chán ăn, kích thích ăn ngon. Việc áp dụng công nghệ hiện đại chiết xuất tinh lọc với ưu điểm không tạp chất, hàm lượng hoạt chất cao, giảm phụ thuộc vào nguồn gốc và tuổi của dược liệu, đặc biệt bào chế dưới dạng viên sủi càng giúp hoạt chất đưa vào cơ thể được thẩm thấu nhanh nhất, giúp gia tăng hiệu quả của sản phẩm. Viên sủi Dream Libo được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp tối ưu và đơn giản nhất dành cho những người gầy muốn tăng cân và nhận được nhiều phản hồi tích cực của nhiều người đã sử dụng. Mình có biết đến viên sủi Dream Libo qua một người chị đồng nghiệp. Sau khi thấy chị ấy sử dụng có hiệu quả thì sau khoảng 2 tháng thực hiện chế độ nghiêm ngặt với bản thân cùng với sự hỗ trợ của viên sủi Dream Libo thì sức khỏe của mình đã có cải thiện lên rất nhiều, thèm ăn hơn, ngủ ngon hơn, đầu óc tỉnh táo hơn và cân nặng cũng cải thiện đáng kể. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.